Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. Tàu thương mại khả nghi tại bãi Tư Chính, Trung Quốc âm mưu điều gì? Thưa quý vị và các bạn, hành vi của nhóm tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam một lần nữa đã khẳng định rằng tính nguy hiểm của chiến thuật vùng xám mà nước này đang tiến hành tại Biển Đông. Chiến thuật vùng xám hay còn được gọi là những hành động dưới ngưỡng chiến tranh, tức là không sử dụng hải quân mà thay bằng những lực lượng quân sự hoặc là bán quân sự trá hình tiến hành các hoạt động trên biển nhưng không vượt qua một giới hạn nào đó để không kéo theo phản ứng quá mạnh từ các nước trong khu vực và trên thế giới. Bộ mặt đại diện của vùng xám mà ai cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, đó chính là những tàu hải cảnh mà Trung Quốc đang sử dụng. Ngoài ra còn là các tàu dân quân biển ngụy trang dưới dạng tàu cá. Tính đến thời điểm hiện tại, theo dữ liệu theo dõi tàu biển, có khoảng 6 tàu hải cảnh đang tiến hành bảo vệ tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc trên thực địa. Tuy nhiên, còn một yếu tố khác cần được theo dõi và nghiên cứu nhiều hơn, đó là sự tham gia của các tàu thương mại dân sự. Tàu thương mại dân sự cũng đã xuất hiện trong vụ giàn khoan HD-981 vào năm 2014, tham gia trực tiếp chặn đường ngăn cản các tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp cận giàn khoan. Theo dõi tín hiệu vệ tinh qua trang Marine Traffic, chúng tôi đã phát hiện dấu vết của một tàu dân sự Trung Quốc quanh quẩn xung quanh tàu Hải Dương Địa chất 8 cùng với đoàn hộ tống. Thông tin từ các công cụ theo dõi tàu thuyền cho thấy đây là tàu thương mại Mei Cheng 822 bắt đầu rời cảng ở Châu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông vào ngày 28 tháng 6 năm 2019. Cần lưu ý là tàu Hải Dương Địa chất 8 bắt đầu có mặt tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ ngày 3 tháng 7. Các dữ liệu điểm về vị trí của tàu Mei Cheng 822 trong những ngày vừa qua cho thấy rằng đây khó có thể chỉ là một tàu thương mại bình thường đang đi ngang qua khu vực này. Đây không phải là một hành động quá mới của Trung Quốc. Theo dữ liệu của nhóm nghiên cứu C4ADS tại Mỹ, đã có tới hơn 30 tàu thương mại dân sự được cho là hiện diện quanh giàn khoan HD-981 hồi năm 2014, trong đó chỉ có 10 tàu có thể xác định danh tính. Trong báo cáo được đăng trên trang của Trung tâm An ninh Hàng hải Quốc tế, nhóm tác giả cho biết đã có ít nhất 3 tàu thương mại quốc doanh Trung Quốc tiến hành các hành vi phun nước, đâm va và rượt đuổi các tàu Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Theo dõi đường đi của các con tàu cho thấy rằng chúng phối hợp với nhau cũng như phối hợp với các tàu Trung Quốc khác trên thực địa. Lâu nay, dân sự, quân sự hỗn hợp luôn luôn là một khái niệm chủ đạo trong quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc và là một cấu phần quan trọng của chiến lược vùng xám. Nói một cách đơn giản, trong thời chiến cũng như trong thời bình, nước này cố gắng kết hợp các lực lượng dân sự vào hệ thống hậu cần quân sự chung. Quan hệ giữa các chủ thể dân sự và quân sự được thể hiện thông qua quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng hỗ trợ hậu cần của quân đội Trung Quốc và các công ty dân sự. Vụ HD-981 đã cho thấy rằng một thực tế là Bắc Kinh xem các công ty quốc doanh và các tài sản của họ mang tính lưỡng dụng, có thể tận dụng những tài sản này để đạt mục đích đảm bảo quyền và lợi ích tại nước ngoài. Theo chúng tôi, có những lý do sau để Trung Quốc sử dụng tàu thương mại dân sự trong những vụ xâm phạm như HD-981 và như chúng tôi nghi ngờ là ở bãi Tư Chính. Thứ nhất, có thể Bắc Kinh yêu cầu các công ty quốc doanh tham gia tranh chấp để đổi lấy được thực hiện các dự án ngoài khơi. Cần lưu ý, hai công ty đóng góp tàu thương mại nhiều nhất trong vụ HD-981 đều là doanh nghiệp dầu khí, công ty kỹ thuật ngoài khơi thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc 5 tàu và công ty dịch vụ dầu Trung Quốc có 2 tàu. Khả năng nữa là các tàu này được triển khai để hỗ trợ lực lượng dân quân biển. Thứ hai, Trung Quốc muốn kiểm tra năng lực của đội tàu thương mại dân sự trong trường hợp xung đột cũng như phản ứng của các bên khác. Hàm ý của việc thử lửa này thậm chí vượt ra ngoài khuôn khổ tranh chấp Biển Đông khi Trung Quốc có ý định sử dụng tàu thương mại trong hoạt động quân sự viễn dương, bao gồm hậu cần hay là trinh sát. Thứ ba, là một phần trong tổng thể chiến lược vùng xám, sự tham gia của các tàu thương mại cũng giúp Trung Quốc chủ động hơn trong việc tăng hay giảm mức độ căng thẳng theo ý muốn. Ngoài ra, nước này có thể thử nghiệm các đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp ở Biển Đông về hậu cần, duy trì hỗ trợ tác chiến. Cuối cùng là tăng cường kinh nghiệm phối hợp hoạt động của toàn bộ các cấu phần của cây cải bắp, hải cảnh, dân quân biển và tàu thương mại, đặt trong bản chất vùng xám, tức là giữ căng thẳng dưới ngưỡng chiến tranh. Có thể thấy, càng sở hữu nhiều lớp bắp cải, Trung Quốc càng có thêm sức mạnh cưỡng ép trên thực địa. Vì vậy, sự hiện diện của các con tàu thương mại dân sự càng khẳng định những toan tính của Trung Quốc về chiến thuật cũng như chiến lược nhằm độc quyền kiểm soát Biển Đông. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.